Apple trong mảng thiết bị đeo thông minh. Theo số liệu từ công ty phân tích thị trường Canalys, Xiaomi đã vượt qua Apple trong năm 2019 để trở thành người đứng đầu trong thị trường thiết bị đeo thông minh bao gồm Smartband, Smartwatch và một số thiết bị theo dõi tập luyện. Cụ thể, Xiaomi đã có 12,2 triệu thiết bị được xuất xưởng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 27% thị phần. Sự tăng trưởng này được cho là đến từ kế hoạch mở rộng của hãng sang các thị trường ngoài Trung Quốc, cũng như đa dạng hóa sản phẩm. Trước đó, Apple đã vươn lên vị trí số 1 toàn cầu vào năm 2017 và tiếp tục duy trì thứ hạng trong năm 2018. Đứng ở các vị trí tiếp theo chính là Apple 15%, Huawei 13%, Fitbit 8% và Samsung 6%. Đối với gã khổng lồ công nghệ đến từ Mỹ, thế hệ Apple Watch Series 5 mới ra mắt của hãng chiếm đến 60% số thiết bị được xuất xưởng, cho thấy sự thành công của sản phẩm này.